Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ tính chu vi diện tích của hình tròn. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nhập cái bán kính của nó thôi. Và thông thường thì cái bán kính nó là một cái số thực, cho nên là chúng ta sẽ lưu cái biến kiểu thực. Ok, và tính chu vi diện tích thì nó không khó rồi. Chu vi thì nó là tính như thế nào nhỉ? Mình tự nhiên quên mẹ nó rồi. Rồi, diện tích thì mình chỉ nhớ nó là pi r bình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nha. Nếu không biết thì chúng ta sẽ Google. 3,14 Bây nhân giờ... với đường kính, chu vi là 3,14 nhân. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái Visual Studio, mở nó lên, sau đó là kích vào số file, chọn Add, chọn New Item. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt tên ở đây, đó là bài 1.7.cpp, Enter. Những cái dòng đầu tiên chúng ta copy paste từ những cái file khác vào cho nó nhanh, hoặc là chúng ta gõ cho nó quen tay này. Đầu tiên là include, đây là PCH. Ok, tiếp theo là include, đây đó là IO stream using namespace std. Sau đó là int main. Nhớ là int main, một số bạn là cứ void main. Bây giờ người ta không có void main nữa đâu. Return 0. Ở trong cái Java thì các bạn có thể dùng void main. Còn ở C cộng cộng thì các bạn nên sử dụng là int main. Và mình sử dụng công cụ Visual Studio thì nó sẽ quy ước là in main nhé. Bây giờ thì ở trong này mình sẽ có một cái float đi. Float mình cho là error. Viết tắt của radius bán kính. Sau đó thì cl ra nhập bán kính hình tròn. Ok, này thì để nó đẹp hơn một chút thì mình nhập như thế này. Sau đó thì nhập vào R. Sau đó tính chu vi float chu vi bằng chu vi à nhầm. Chu vi của nó là bằng 2 nhân với pi là 3,14 nhân với R. Và tiếp theo là float diện tích của nó bằng pi nhân R bình 3,14 nhân với R nhân với R. Lưu ý là cái giá trị pi này là mình tự nhập vào. Ở trong cái ngôn ngữ này ấy, nó có cái thằng pi có sẵn ấy, các bạn có thể dùng nó luôn, hoặc là các bạn có thể nhập như thế này cũng cũng đúng. Ok. Rồi, bây giờ thì sau khi thực hiện như thế này xong thì chúng ta sẽ ở đây là mình sẽ cl ra cái giá trị, đó là chu vi in ra chu vi, nhớ là inline nhìn cho dễ chịu, diện tích tương tự. Ok, diện tích inline. Ok, rồi nhớ là cái giá trị chu vi này nó nhập vào nó phải đúng. Còn nếu trong trường hợp người ta nhập cái giá trị chu vi âm thì như thế nào, hoặc là nó không nhập số mà nó nhập những cái ký tự bừa phứa nào đó, thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ kiểm tra nếu cái giá trị error mà nó nhỏ hơn không đi thì chúng ta sẽ cl ra đó là chu vi không đúng như này chẳng hạn. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này, ném nó trên này. Kìa. Rồi, như vậy thì luôn đảm bảo là chúng ta nhập cái giá trị chu vi nó phải lớn hơn không, lớn hơn hoặc bằng không để chính xác. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thử và lưu ý này. Bây giờ các bạn nhìn sang bên tay phải này thì cái trong cái Solution Explorer này hiện tại mình có cái này chứa main này, cái này chứa main và cái này cũng chứa main. Để đảm bảo là chương trình của mình chạy được ấy, thì trong mỗi một project của C cộng trong cái Visual Studio chúng ta chỉ có một cái file chứa main thôi. Cho nên chúng ta sẽ khóa cái thằng main của cái thằng mà chúng ta không dùng đến nữa. Ví dụ thằng 1.6 này. Thì một là các bạn sược nó, hai là các bạn làm như sau. Cái chuột phải vào cái thằng chúng ta cần khóa main, chọn property. Trong cái thằng general này thì chúng ta chọn exclude from view. Chọn yes, chọn ok.
Đấy, thì khi nào nó có biển báo đỏ gạch trắng ở bên trong thế này thì ok. Như vậy thì còn mỗi main của cái bài 1.7 lúc này chúng ta sẽ chạy cái chương trình này. Và nếu như muốn chạy các chương trình khác thì các bạn khóa tất cả các main lại, sau đó để cái main của cái chương trình chúng ta muốn chạy thôi. Sau đó là Ctrl F5. Đầu tiên thì mình sẽ nhập vào một cái giá trị không đúng trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem là cái kết quả thế nào. -99. Đấy, chu vi không phải là chu vi không đúng mà cái này là bán kính. Ok. Đôi khi là cũng bị nhầm lẫn thế này. Rồi bán kính không đúng, không phải chu vi nhá. Mình cứ mày nói cho nó không để ý. À, nhập vào. Đấy. Như vậy thì chúng ta có được cái giá trị. Rồi. Như vậy chương trình chúng ta kết thúc tại đây.